Mình sẽ cùng nhau làm cái học liệu liên quan đến loài cá các bạn nhé. Và để xem loài cá phát triển như thế nào thì các bạn hãy dùng kéo và chúng mình sẽ cùng nhau cắt rời cái phần đoạn cá này ra giúp mình. Các bạn lưu ý là khi cắt đoạn cá này thì chúng ta sẽ cắt ở cái phần ngoài của nét kẽm màu đen này các bạn nhé. Chúng ta không cần cắt sát quá cái nhíp vẽ đấy đâu các bạn ạ. Mình đã cắt xong phần trên của con cá rồi này, và tiếp đến thì mình sẽ cắt đến phần dưới của con cá. Sau khi cắt xong thì các bạn có thể sử dụng màu để tô thêm cho con cá này các bạn nhé. Đây. Và sau khi cắt xong thì mình sẽ có một cái họng như thế này các bạn ạ. Tiếp đến thì các bạn hãy gấp cái phần con cá này nửa phần trên ra phía sau giúp mình nhé. Sau đó thì các bạn hãy gấp cái nửa phần dưới đằng sau với mình. Còn phần phía trong của bụng cá thì có chia thành 3 phần. Vậy nên là chúng ta sẽ gấp xích xác các bạn, chúng ta sẽ gấp như gấp quạt đấy. Mình sẽ gấp như này cho các bạn dễ nhìn. Mình sẽ gấp từ trên xuống như này đấy. Tiếp đến thì mình sẽ gấp đôi cái phần còn lại. Và đây là học liệu của chúng ta này. Chúng ta có một con cá như thế này đấy các bạn. Và bên trong là trứng cá này phát triển thành con ấu trùng cá này, sau đó thì sẽ phát triển thành một con cá to như thế này đấy các bạn.